Phượng, xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ năm ngày 18 tháng Giêng năm 2018. Đến với chương trình của Morning Washington DC gồm có phần 1 là tin quan trọng bao gồm những chi tiết liên quan đến Ralph Northam, người gốc Eastern Shore, tuyên thệ nhậm chức thống đốc tiểu bang Virginia. Nhiều sự kiện tưởng niệm nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi có ảnh hưởng lớn tới phong trào dân quyền và chống phân biệt chủng tộc của Mỹ nhân ngày Martin Luther King Khách sạn sang trọng ở Saudi Arabia được chính quyền trưng dụng làm chỗ tạm giam các nghi can tai to mặt lớn trong chiến dịch chống tham nhũng hồi năm ngoái chuẩn bị được mở cửa lại và vận hành đúng chức năng. Một vụ tấn công nhắm vào các nhân viên nhà tù khiến ít nhất 7 người bị thương tại nhà tù Mont-de-Marsan nằm ở Tây Nam nước Pháp. Trong phần hai, với phượng có mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt nhằm tìm hiểu về hội chợ Tết xuân và tuổi trẻ do nhà Việt Nam tổ chức. Để mở đầu chương trình, Bích Phương có mời quý vị theo dõi tin quan trọng sáng hôm nay. Vào một ngày lạnh giá đầy gió ở cổng phía nam sau Portico của Quốc hội tiểu bang Virginia, Brad Northam, một chuyên gia thần kinh nhi khoa, lớn lên ở vùng Duyên Hải miền đông Virginia, đã tuyên thệ nhậm chức thống đốc thứ 73. Ông tâm đã lãng phí rất ít thời gian trước khi bắt tay vào công việc ngay sau cuộc diễn hành khai mạc với sự biểu diễn của toàn bộ tổ chức sinh viên quân sự thuộc Học viện Quân sự Virginia, thống đốc đã ký ban hành ba sắc lệnh hành pháp theo chính quyền của tân thống đốc Noam. Sắc lệnh hành pháp thứ nhất là nghiêm cấm phân biệt đối xử về chủng tộc giới tính màu da nguồn gốc quốc gia tôn giáo khuynh hướng tình dục tình trạng giới tính hoặc biểu hiện giới tính, tuổi tác, quan hệ chính trị hoặc phân biệt đối xử đối với những người khuyết tật có trình độ trong chính quyền tiểu bang Virginia. Nội dung của hai mệnh lệnh hành pháp còn gọi là trao quyền cho chánh văn phòng Clark Mercer của tổng đốc tâm và cho thống đốc Noatum tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại tiểu bang Virginia. Trong bài phát biểu khai mạc của mình, Thống đốc Nohr cho biết chính quyền của ông đã được những cử tri mong muốn tìm kiếm các đảng phái chính trị trong quá khứ và tập trung giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, bạo lực súng đạn và bất bình đẳng về lợi tức. Phó thống đốc Justin Fairfax cũng tuyên thệ nhậm chức. Ông Fairfax là người Mỹ gốc Phi thứ hai được bầu vào văn phòng tiểu bang trong lịch sử Virginia. Cựu thống đốc Doug Wilder đọc lời tuyên thệ cho ông Fairfax đọc theo. Bộ trưởng Tư pháp Mark Herring người đã giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử hồi tháng 11 cũng đã tuyên thệ nhậm chức trong một bài thơ ca ngợi gửi đến cha mẹ của mình, tân thống đốc Nottingham cho biết phong cách lãnh đạo của ông bắt nguồn từ cách cha mẹ ông đối xử với người khác mà ông được chứng kiến. Mẹ của ông Nottingham làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, còn cha ông từng là thẩm phán. Các nhà lập pháp của tiểu bang theo đảng Cộng hòa có mặt trong buổi tuyên thệ nhậm chức, có vẻ thích thú với bình luận không cần phải phô trương để lãnh đạo của tân thống đốc Notom. Nhiều thành viên thuộc Đảng Cộng hòa từng cho rằng vị thống đốc tiền nhiệm của ông Notom, như cựu thống đốc Terry McAuliffe, đã không ngại khi đưa ra một hình ảnh được tô hồng hơn thực tế về sự thành công của chính quyền của mình. Các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa cũng đã chúc mừng tân thống đốc Notom trong lễ nhậm chức của ông và hy vọng rằng tiếng nói lưỡng đảng mà ông đã thể hiện sẽ được tiếp tục vang lên. Sau khi ông Noam, một học viên tốt nghiệp từ Viện học VMI, cảm ơn các thành viên quân đội, Tần thống đốc đã mở đầu những nhận xét của mình bằng cách thừa nhận lịch sử phức tạp của tiểu bang mà ông đã lãnh đạo. Tần thống đốc cũng nhắc lại rằng Churchill ở Richmond chính là nơi diễn ra lời phát biểu. Cho tôi tự do hoặc cho tôi cái chết của Patrick Henry đã góp phần khởi động cuộc cách mạng Hoa Kỳ tuy nhiên ông no tâm cũng nói rằng nhiều năm sau cũng chính tại ngọn đồi đó lại là một địa điểm của một trong những thị trường buôn bán nô lệ lớn nhất tại nước mỹ và rất phát đạt vì bác sĩ nói chuyện nhẹ nhàng này cho biết khi ông điều trị bệnh nhân không ai hỏi liệu bạn là một đảng viên cộng hòa hay dân chủ trong một bầu không khí chính trị đầy phấn khích ông no tâm nói rằng virginia nên là một điển hình cho cả nước trong cách thức chính quyền có thể phục vụ những người dân đã trao quyền cho chính quyền đó Vào cuối bài diễn thuyết đầu tiên Với tư cách là thống đốc Ông tâm kêu gọi mọi người dân Virginia Dựa vào la bàn đạo đức của họ Những nhân vật chính trị Tên tuổi của tiểu bang Virginia Đã tham dự lễ nhậm chức 10 cựu thống đốc từ Tim Kaine Đến Jim Gilmore Dirk Wilder, George Allen Đã chứng kiến ông Northam nhận chức Tân thống đốc tiểu bang Virginia Sau cuộc diễn hành khai mạc Tân thống đốc tâm và bà Pam, vợ ông đã chào mừng hàng trăm người Virginia từ khắp tiểu bang bước vào dinh thống đốc. Gia đình ông Northam đã chào đón khách tại phòng khánh tiết State Dining Room và các chủ đề để thảo luận, say quen từ thời tiết lạnh cho đến tình hình bờ biển miền đông Hoa Kỳ. Nhân ngày Martin Luther King tại Hoa Kỳ đã diễn ra nhiều sự kiện tưởng niệm nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi có ảnh hưởng lớn tới phong trào dân quyền và chống phân biệt chủng tộc của Mỹ. Tại thành phố Los Angeles đã diễn ra cuộc diễn hành Kingdom Day lần thứ 33 dọc tại đại lộ Martin Luther King. Đây là lễ kỷ niệm ngày Martin Luther King lớn nhất và lâu đời nhất ở Mỹ. Hàng ngàn người dân đã xuống đường để xem trình diễn các ban nhạc trường học, những quả bóng bay khổng lồ và những lá cờ rực rỡ cùng các đoàn diễn hành. Chủ đề của lễ kỷ niệm năm nay là kêu gọi tinh thần khoan dung trong mỗi người để vượt qua chia rẽ và bất hòa xã hội. Cũng nhân dịp này, hai người con của Martin Luther King đã lên án những phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump về người nhập cư. Tại thủ đô Washington, con trai cả của Luther King, Martin Luther King III, đã chỉ trích phát biểu của Tổng thống Trump về việc nước Mỹ cần nhiều công dân hơn từ các quốc gia da trắng. Trong khi đó, phát biểu trước hàng trăm người tại nhà thờ Ebenezer Baptist Atlanta, con gái của Martin Luther King, Reverend Bernice King, nhấn mạnh những phát biểu của ông Trump không phản ảnh đúng tinh thần của nước Mỹ. Khách sạn sang trọng ở Saudi Arabia được chính quyền trưng dụng, làm chỗ tạm giam các nghi can tai to mặt lớn trong chiến dịch chống tham nhũng hồi năm ngoái, chuẩn bị được mở cửa lại và vận hành đúng chức năng. Hàng loạt các hoàng thân, quan chức cấp cao và doanh nhân hàng đầu đã bị bắt giữ trong đợt truy quét tham nhũng ở quốc gia Ả Rập hồi tháng 11 năm 2017 và chỗ giam giữ họ cũng rất xứng tầm. Khách sạn hạng sang Ritz Carlton ở thủ đô Riyadh. Theo hãng tin Reuters ngày 15 tháng Giêng, khách sạn xa xỉ này buộc phải tạm đóng cửa để chuyển chức năng thành nhà đá và dự kiến sẽ chính thức trở lại kinh doanh vào tháng 2 tới. Một nhân viên phụ trách nhận đặt phòng đã khẳng định với Reuters qua điện thoại rằng khách sạn sẽ mở sổ nhận khách từ ngày 14 tháng 2 trang web của khách sạn hiện cũng đã cho đặt phòng từ mốc thời gian với giá rẻ nhất là 650 mỹ kim một đêm theo Reuters đa số các nghi can bị bắt giữ với các cuộc tham nhũng có thể sẽ chấp nhận giải pháp dàn xếp tài chánh, tức đóng tiền để tại ngoại và chỉ một số ít sẽ bị truy tố Riyadh dự kiến sẽ thu lại được 100 tỷ mỹ kim tài sản bất minh từ chiến dịch này thậm chí hoàng tử Mohammed bin Abdullah từng được coi là người thừa kế ngai vàng cũng đã chấp nhận cáo buộc tham nhũng và sau đó đã chi số tiền hơn 1 tỷ để hòa giải với chính quyền và được phóng thích vụ tấn công nhằm vào nhân viên nhà tù khiến ít nhất 7 người bị thương tại nhà tù mont nằm ở tây nam nước Pháp vào hôm qua ba nhân viên an ninh trong nhà tù đã bị gãy xương bốn người khác đã bị nhiều vết bầm tím trong khi cố gắng khống chế một tù nhân hồi giáo lao vào tấn công họ Vụ tấn công này diễn ra trong bối cảnh hàng trăm giám thị tại nhiều nhà tù của trên khắp nước Pháp đã tham gia các cuộc biểu tình nhằm yêu cầu chính phủ có biện pháp siết chặt an ninh sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao tại nhà tù Vendin Leville, thủ trấn miền Bắc Lens hồi cuối tuần trước khiến ba nhân viên bị thương. Sau các cuộc biểu tình phát ngôn viên của chính phủ, ông Benjamin Grivenos ngày 16 tháng Giêng đã kêu gọi một cuộc đối thoại với các người đại diện của lực lượng giám thị nhà tù. Trước đó, Christian Ganskiski, một nghi can khủng bố người Đức bị kết án 18 năm tù và dùng dao để tấn công các giám thị tại nhà tù vendin Levels. Sau khi y được biết mình có thể bị dẫn độ sang Mỹ do cáo buộc dính líu vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Ba nhân viên an ninh trong nhà tù này đã bị thương nhẹ, từng là thành viên cao cấp trong mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Kenzaski bị cáo buộc lên kế hoạch tiến hành vụ đánh bom liều chết tại một thánh đường ở Tunisia, khiến 21 người thiệt mạng hồi năm 2002. Kenzaski bị bắt giữ và kết án vào năm 2009. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Hội thân hiểu gò công vùng hoa thịnh đốn xin trân trọng kính mời quý đồng hương cùng đến chung vui xuân mậu tuất 2018 vào lúc 7 giờ chiều ngày thứ Bảy 24 tháng 2 2018 tại nhà hàng Harvest Moon 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22042. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Tua 703 587 9192 hay ông Thông 703 495 0834.